thấy cô này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này lại lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn liếm. Ờ vậy đó mà rùng mình. Sexy đúng rồi, để khiêu gợi. Mà vô xong rồi tối nằm mới biết á, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất. Hai em. Tôi yêu cầu cô dâu đứng lại, chú để có thể ngồi. Cô dâu quay qua cái, cô dâu quay. Mọi người có thấy cô dâu trong cái áo cưới ngày hôm nay đẹp không? Xin mời cô dâu rồi. Vấn đề là cô dâu đẹp hay là áo cưới đẹp? Khoan khoan, bây giờ là mới khen nè. Cô dâu có đẹp không nào? Rồi bây giờ cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Ủa chứ không phải chú rể hả? Nãy giờ em ca ngợi cô dâu quá, giờ em phải nhường đất cho chú rể chứ. Em giới thiệu đi. Dạ, em tên Vũ Văn Nghĩa, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm quản lý kho của công ty Lượng Bình Thạnh. Thế còn em? Em tên Phạm Thị Sóc Nâu, năm nay em 25 tuổi. Em làm về trang trí tiệc cưới. Ai chăng nghe cái tên nó sốc sốc sợ à? Chắc có một ngày nào đó bé Sóc Nâu đi tìm hạt dẻ trong một cái kho ở Tân Bình, thế là gặp anh bảo vệ. Có đúng gì không nè? Không, thật ra thì tụi em gặp nhau từ thời trung học, năm học lớp 10. Dạ thì đến tới nay thì cũng được 9 năm rồi. Chắc lúc mà lần đầu gặp á, để anh này anh kể. Lần đầu tiên gặp á là ở sân trường, thấy cô này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này lại lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái bữa đó em liếm kem sao mà bạn này rùng mình thế ớn vậy? Cũng bình thường gì, giống như mình ăn kem á, cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn liếm. Vậy đó mà rùng mình. Trời, em cũng nhẹ dạ quá ha. Tự nhiên nó cảm giác nó rùng mình lắm. Chứ thế thí dụ bữa đó mà bạn này không ăn kem mà bạn ăn hạt dẻ thì em có bị rùng mình không? Dạ. Cái đó không biết được. Xong rồi tưởng là con này học khác lớp, ai dạy học chung lớp mà lại phát hiện là cái tên nó Sóc Nâu, nghe còn sóc hơn nữa. Quyết định là cưa luôn. Dạ, cưa luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của bạn có thể tóm gọn trong hai từ: liếm kem. Rồi kế hoạch cưa là sao? Dạ thì đầu tiên là hai đứa không có quen nên đầu tiên là phải buồn tập để làm quen để cho được biết. Xong rồi thấy con này có cô bạn chở đi về nên em kêu cô bạn nó về đi để em tự chở luôn. Từ đó sau là em chở con này học luôn suốt luôn. Rồi hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đến đó không nhỉ? Tụi em quen khoảng 7 năm mà. 7 năm trời. Làm lấy nhau được mấy năm rồi cưng? Một năm hơn. Thường cưới nhau thì ta hay có những câu chuyện vui, chẳng hạn như là đi hưởng thụ từng honeymoon vậy đó. Honeymoon. Đi từng trăng mật có cái gì nó bẩn ngỡ không? Trời, cái chuyện đó là xong đó giờ em vẫn còn giận, bức xúc lắm. Cái bữa mà động phòng á, cứ tưởng đâu là chồng sẽ trải cánh hoa hồng hay đốt nến gì đó, tại mình coi báo mình thấy vậy đó, sắm thêm một bộ đồ màu đỏ sexy đúng rồi để khiêu gợi. Mà vô xong rồi tối nằm mới biết á là đêm hôm qua á, tại vì cái phòng đó là sẽ niêm phong lại là không có cho ai vô hết trơn á, để giống như cô dâu chú rể là động phòng vậy đó, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Không, tại vì tối bữa đó là nhà sếp dọn tới khuya luôn rồi, xong thằng em nó nhà nó xa nên thôi giờ kêu ngủ lại đây luôn, nhưng mà ở dưới thì mọi người nằm la liệt ở dưới rồi nên nói là thôi giờ lên phòng anh hai anh em mình ngủ. Em cũng không biết là phải cách niêm phong cái phòng nó lại. Sau khi cứ về đồng phòng xong hỏi cái giờ hỏi ủa trước đồng phòng có ai vô ngủ không? Em cũng vô tư lắm. Thì anh với em mệt quá thì cũng vô ngủ đại. Cái vậy vậy. Giận. Giận luôn. Giận. Thì cũng hụt hẫng, tự nhiên cái phòng mình đêm tân hôn thì như có ai vô ngủ chứ. Giận luôn rồi đêm đó là ngủ chay luôn. Không có. Ngủ được mấy tiếng. Có. Rồi đêm sau á là có cái gì khác biệt không? Thì đêm sau thì em biết ý về em nên cũng chiều theo ý nàng, cũng mua nến rồi bắt đầu mới là tắt đèn rồi xong rồi hai chồng nằm thủ thủy. Rồi nói chuyện xong rồi vợ kêu vợ đi thay, vợ có muốn thay simi không? Đó, xong rồi hai chồng bắt đầu hành sự. mình biết rằng là sau khi thủ thủy xong với miệng ngọt đến là sẽ làm cái gì, nhưng mà mình không tìm ra cái từ hành sự. Rồi hai bạn yêu nhau trong một thời gian dài như vậy, rồi có một cái đám cưới nói chung là cũng trọn vẹn. Vậy thì sau khi ở với nhau thì chắc không có những cái chuyện lớn gì xảy ra giữa hai chồng đâu đúng không? Lúc mà trước khi cưới á, cũng biết là chồng thích chơi game hoặc là chơi pizza gì đó thì biết là thích vậy thôi. Nhưng không ngờ mà sau khi lấy về á là mê đến nỗi mà không quên á, không chở vợ đi làm về. Trời đất ơi. Tức là bỏ bê vợ luôn vậy đó hả?
không phải là vô trễ chứ không phải là không trở về. Lúc đó đang cuộc chơi mà nếu mà bỏ vợ cũng không phải, không đành, tại lâu lâu mới chơi. Nói với vợ thì vợ chờ chút, khoảng nửa tiếng tiếng gì mình vô mình trở. Nên lúc đó là vợ vô cái là lúc nào vợ cũng giận mà cũng chồng quậu 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 quọ. Nhưng mà ngặt cái em thích cái mặt đó. Là em thích cái mặt đó hả? À, mới giận à, mới giận cái mặt sao không có tưởng tượng luôn á. Không, cái mặt này thấy ghét thiệt. Hèn gì mà chồng cứ kiếm cớ để mà cho vợ giận hoài. Trong lúc đợi đem suy nghĩ sao? Đợi xong rồi cái quậu á, sau đó em ngồi em suy nghĩ ra để coi phải về nhà làm cái cách nào đó để ví dụ như mà sau này có phạm lỗi nữa là phải phạt. Cái viết ra 11 điều nội quy vợ chồng. Quy định là chồng một ngày phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng, trưa là phải ngủ trưa 15 phút, nhiều khi tận dụng cái thời gian ngủ trưa để đi chơi. Vô rước vợ mà trễ á thì phải báo trước nửa tiếng để vợ biết, ví dụ như là để không có giận. Giận mỗi lần mà giận cái không nói chuyện cũng buồn. Chắc vậy là vợ em chắc hoàn hảo, chắc không có tật xấu gì đâu. Có anh, mỗi lần giận xong á thì hay đòi cắn. Thì bình thường ta cắn tay cắn chân thôi, nhưng mà giờ em không thích, giờ em thích cắn vô cái lỗ mũi. Trời đất ơi, sắp mà em giống hạt dẻ lỗ mũi á. Giống bây giờ dám cắn không? Dạ cắn. Ôi đó, ok. Sợ rồi đó, mặt xanh rồi đó. Không nương răng chứ trời ơi. Anh thấy hình như có ba nước mắt rồi, sút nước mắt rồi. Rồi sao rồi mỗi lần như vậy thì em giận ngược lại không hay là em cảm thấy thích? Thấy vui à. Đó, vui, vui ra nước mắt rồi đó. Là vui là giận. Hai vợ chồng bạn rất là đáng yêu. Vậy thì nếu như cho bạn một cái điều mong muốn vợ mình phải thay đổi thì bạn mong muốn điều gì? Vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Tại thường vợ hay suy nghĩ mà suy nghĩ sâu xa mà hướng về tiêu cực lắm. Tại suy nghĩ tiêu cực làm người mình nó tiêu cực lại á nên không tốt. Rồi chồng ngoài cái tánh xấu là hay bỏ bê vợ vậy á, là đâu còn có cái gì mà ghê gớm đúng không? Chồng thì nhất là mê chơi game, thứ hai nữa là chồng lười á, cuối tuần á là phải phụ vợ dọn dẹp nhà cửa á, mà anh ta cứ ngủ rồi. Ngủ cái em nói là phải đi giặt ra giường á, là em kéo ra giường đâu là lăn tới đó, lăn hết cái giường xong lăn ngược lại để em kéo ra em tự đi giặt. Lười lắm, lười thôi. Không có phụ lười nè, làm phụ vợ làm gì hết trơn. Trong ba cái điều đó thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt vô tư tí xíu, quan tâm đến vợ tí xíu nữa. Chị thấy vậy nè, nếu mà vợ em xinh xắn như vậy á, em tiếc gì mà một ngày á em khen vợ em ít nhất tối thiểu là một lần, em làm được không? Được, tối nào cũng khen mà. Nói sao? Sao hôm nay nhìn em đẹp hơn hôm qua? Ôi, vậy là đâu có vô tư đâu. Tại vì nhiều khi là thấy chồng ít lãng mạn rồi nên là thấy cũng hơi buồn buồn. Giờ thêm lãng mạn đi, đi đốt đèn cày đi cho nóng chơi. Được không? Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc đẹp đẽ giống như cái áo của em đang mặc. Dạ, cảm ơn, đúng rồi. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Nhiều lắm anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu mua trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm mà thấy cái định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi. Hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không? Cà phê trên Sài Gòn phải không? Mình gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Cảm ơn. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Lê Xuân Thành. Nickname của em là Anh Cu Cười. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là Em Bé. Em Bé? Dạ vâng ạ. Em Bé với Anh Cu Cười. Em Bé 22 tuổi, Lê Anh Cu Cười là 31 tuổi. Vậy là Anh Cu Cười dụ em Bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép. Em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn cái micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa? Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì nói thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con một đó. Em nói thôi được rồi, chị làm mai đi, em cho số điện thoại đi. Rồi nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái, con nhà giàu,
học giỏi, viết chữ bự, đúng không? Còn em á thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới, xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ làm mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại, thấy số lạ. Xong đó anh tên là Thành, rồi anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không? Tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò, cho số mà gọi là chắc là cũng có ý định đây, nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng, tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu giống trẻ con lắm. Nó giống con nít. Chắc là anh nghĩ anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoác rồi có hình con ốc nữa, thấy rồi cũng đẹp trai đây. Ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Thôi thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện? Tức là em thấy là cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 ngày là quen nhau. Xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy. Chứ thường là em bé mà thì, cứ chuyện tháng là mất em bé đó, rồi đó. Đây, điều đó là điều mà em phục nhất. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Mặc dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải ngồi trên mạng hoặc là điện thoại qua. Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống từ cái lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mùng 2 Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc hai lá sâm mà lại nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống á, em vô tình nắm tay được cô này, cảm giác nó lúc đó nó làm sao ấy. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xui khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà, đúng không? Nghe là yêu nhau là từ cái lá sâm đó. Vậy thì trong 1 năm các bạn cứ trò chuyện với nhau qua mạng như vậy á, thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là vợ em bây giờ á hay về nhà chơi, thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà gốc Huế giỏi nấu ăn lắm. Thôi giờ hôm nay nấu bún cua rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún mọc. Bắt đầu là ngồi thì trong góc khóc. Thì tới cái giờ nó cũng phải lên Skype, tại vì nếu không lên thì em nghi ngờ là đi đâu rồi sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút tích. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa, bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nãy em nói em im đi, thôi không ấy thì chia tay đi, anh đi làm bên kia anh đã vất vả căng thẳng lắm rồi, bây giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao, thôi chia tay nha, giờ không có gọi nhau nữa. Bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong người hình á là sau có mấy người đó, có cả mấy thằng phim, mấy người Philippines đó, họ là quá sếp đó là cái tình huống mà em thấy là cái sự xa cách vậy á, nó cản trở cái sự, ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn là cũng khó. Vậy thì là 1 năm thì mới về là quyết định là cầu hôn. Hỏi luôn nè, sau khi lấy về rồi em có phát hiện được ông chồng này có cái điều gì nó khác không so với lúc mà chưa lấy nhau? Nhiều lắm anh ơi, không biết kể sao hết. Đi chợ thì kêu muốn trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà, chở rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như 2 bó 5 ngàn, anh nói thôi 2 bó 4 ngàn đi, giờ cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Định Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là 2 vợ chồng 60 ngàn. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống đi xuống chứ có gì đâu, cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho 2 vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa, là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30 ngàn, cứ nói qua nói lại em sợ lắm. Tại vì á, là anh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á, ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng, cái anh cũng im cho em lên tiếng, chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á.
Nói là con về đây cái gì phải trả giá, mắc lắm. Đi chợ đi bố, 1-2 ngàn á, trả cho vui. Khi mua mấy cái lớn rồi á, thì mình không bao giờ trả. Mấy bạn vui. Có nghĩa là trả cho vui, còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không là... Kệ người ta. Không, nhưng mà cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui. Còn nếu mà tự nhiên cộc lòng không mua nữa. Ai nói nè, có khi nào bỗng trả giá mà không bị người ta chửi nữa? Dạ có, ngay sẵn sớm mà... Làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn. Mà cũng dám vô luôn. Mua cái gì? Dạ, mua cái thùng cắt tông. Đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm hai cái thùng em thấy cũng được. Bà kêu hai thùng này là 10 ngàn nha. Rồi vậy là anh ta lại bịch cũ 5 ngàn thôi. 5 ngàn mấy thùng? Dạ hai thùng. Trời ơi. Tại nó một rồi mà. 5 ngàn 2 thùng. Dạ đúng rồi. Nó một có lỗ rồi. Với lại là em thường thường ở nhà là em cho mấy bà cho chai thùng giấy cơ mà. Mà giờ tự nhiên người ta ra bán thì cho đại đi. Đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì? Thùng giấy cũng trả giá nữa hả? Thôi thôi không bán đi đâu, đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh nữa là coi chừng lại giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi, hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Anh nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói không bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó. Thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp thùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó. Vậy là ông chồng chắc ông mua. Tại vì giờ 10 ngàn là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em mới đi vô. Xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì. Em nói là mua hai cái thùng xốp. Xong ổng lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa. Ngó ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy hai vợ chồng. Rồi bà ta lại thay đổi thái độ. Từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nỗi tức giận. Lấy cái tay vậy nè, xua đi. Không có bán đâu, đi đi. Không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi, anh ta chở em đi về. Tôi còn cái tật nào khác nữa không? Hay nói em á, sao em lề mề quá vậy? Và em thì có cái là nhõng nhẽo. Ví dụ như là đi ra đường mà thấy Hello Kitty vậy đòi mua hết. Mà không mua, bây giờ là anh sao không mua cho em đi. Hai tay hai chân bẫy bẫy vậy. Rồi, vậy còn là... tật nữa là lề mề. Nhìn đến thiền tướng mập mập là không bắt mắt rồi. Làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là chuẩn bị đi ra ngoài kia ăn tối với mọi người. Thôi em tắm trước đi nha, rồi ra chải trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em vô em tắm. Tưởng là ra để em mặc quần áo là đi rồi. Tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chải đầu. Đó, lề mề. Chải đầu nhưng mà đã thay đổi xi măng chưa thay đổi xi măng. Tức là mới sấy xong mới chải đầu. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục. Em quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ ý lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh này bị lạm dụng tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa xong cũng phải tập luôn. Tại có cái máy tập cơ bụng á, bảo thôi em nên làm vài chục cái đi rồi nên dạ, lạm dụng thể dục tại vì đâu đi làm đâu. Rồi kêu em lười tập thể dục. Rồi bà xã có hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó, định vị em đang ở đâu là biết hết. Ghen với một số người bạn gái cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Cái hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm mà thấy cái iPhone định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi. Hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không? Cà phê trên Sài Gòn phải không? Bắt đầu khóc em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Trời ơi. Đó. Không, phải nhìn gái giống nhìn em nhìn là đúng rồi, em nhìn đi trước mà có cái nào đẹp là em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp. So sánh. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê. Xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em. Bớt trả giá cho em bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt nhiều quá. Dạ. Anh cô cười muốn vợ bớt cái gì? Nói chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó. Nhưng mà ít ít lại chút. Với lại lúc nào tâm trạng mà bên đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Có nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ, điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác á, nó hơi nhiều. Thứ hai môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước á, mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi. Mà hơn nữa chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A, B, C, D, nó đâu nó rõ ràng, nó rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc.
Thế còn á, em bé đó, em bé lại là con một nữa, mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề, hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này á, thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động. Trong môi trường đó em bé thay đổi hết rồi, buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Và chắc chắn một điều, em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với cô Cười sẽ có một bé trai giống y như là hai cái xăm mà hai bạn nhận được. Rồi, cảm ơn anh chị. Hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống, thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình, tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay hạ xuống đây, cái sau rồi em mới nghĩ bụng, trời ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm, nên từ từ đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi. Rồi nhiều lúc em bực là em quát đó, lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Cô dâu giống như là một nàng bạch tuyết đi bên cạnh một chàng hoàng tử. Hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên bảo trì điện ở siêu thị, năm nay em 32 tuổi. Dạ em tên là Lê Thị Thu Trâm, năm nay em 25 tuổi, thì em làm nhân viên tư vấn bánh hàng. Đúng Trâm. Tê tê hết tình tiền. Chắc lẽ là em đi siêu thị gặp anh này, anh sửa điện, hai người quen nhau đúng không? Dạ không, em với ảnh là hai người làm chung trong siêu thị hết. Em làm nhân viên bán hàng, còn ảnh thì làm bảo trì điện. Chỉ gặp mặt biết mặt thôi nhưng mà không có nói chuyện. Thì trong một cái dịp mà ảnh tạo một cái ấn tượng cực kỳ xấu đối với em luôn, thì em nhớ rất là rõ là cái hôm đó là em đang đi chung với một cái người bạn của em. Thì anh này nè, ảnh mới gọi: em ơi, tới đây anh hỏi chuyện tí nè. Thì mình cũng tới mình nói chuyện với anh. Thì anh mới hỏi là em có phải là đi chân thấp chân cao không? Thì lúc đó tự nhiên em chân hững luôn à. Thì tự nhiên cái gọi chưa biết gì hết, gọi lại hỏi vậy, làm cho em á hả rất là bực bội trong người. Cái là chửi xong rồi bỏ đi luôn, không có nói chuyện. Từ lúc đó đi là rất là ghét anh. Ghét lắm. Tính em á thì thẳng tính, thì thấy sao thắc mắc sao hỏi vậy. Thì cổ đi qua với cô bạn thì em thấy đi như đi gặp khiển sao á, thì em mới kêu là em hỏi gì đó, rồi cái không nói gì, chửi té tát thì mặt em luôn. Không vậy là nhẹ chứ té tát gì đâu. Dạ. Đến khi nào em mới chính thức để ý? Thì cho tới một lần á, thì khi mà ở trên thành phố này, thì em làm thì công việc nó không có được suôn sẻ như ý mình, rồi mất tiền mất đồ là do ở trọ xui lắm. Thì mới nói với bạn là thôi ngày mai tao đi về quê, tao không ở đây nữa đâu. Thì bạn mới nói chứ vậy thôi tao dẫn mày đi ăn hột lộn cho mày xả xui nha. Xong mới nói chứ tao rủ anh Tuấn đi nữa. Thì em cũng đồng ý đi luôn, mặc dù là ghét nhưng mà vẫn đi. Đi ăn cho bỏ ghét luôn. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì sau cái bữa ăn đó thì cái cũng đi về, cái trên đường về thì cũng có xảy ra sự cố nhỏ nhỏ, nó vô tình thôi. Thì chạy khi mà em chở thì hơi mỏi tay thì em cứ thả tay xuống. Thả tay xuống vô tình chạm vô đùi của cô ấy. Nhưng mà lúc đó em không có nghĩ là vô tình. Tự nhiên cái đang ngồi vậy nè, tự nhiên cái chảy gần tay hạ xuống đây, cái sau rồi em mới nghĩ bụng, trời ông này không biết ổng có ý gì không ta, phải có cái ý gì thì mới làm như vậy. Mà sao trong tâm em là nó cái tay nó rất là vô tình hay là cái tay nó vô tình? Anh Thuận ơi, cô ấy cũng đi im. Để im là thấy thích này, thấy không có phản ứng gì, thôi cũng để im luôn. Nên em thấy vậy em cũng để im luôn. Cho cứ vậy là chạy tới nhà. Thì tới nhà cái xong ảnh nói chứ: em ơi, em có muốn đi thêm một vòng nữa không? Mà lúc đó là gần 12 giờ khuya rồi, còn rủ đi thêm một vòng nữa. Thì em cũng nghĩ bụng, nói ông này chắc không phải có cái vấn đề gì nè. Nhưng mà em không có đồng ý. Tại vì ngày mai là mình về quê rồi. Rồi ngồi nói chuyện thì cuối cùng mình cũng không còn gì để nói. Em mới bày trò để hai đứa chơi chứ giờ ngồi không biết có làm gì. Cái bài trò đó hai đứa chơi là cái bài trò gì không? Rủ chơi đánh bài. Dạ em tưởng rủ chơi banh đũa. Là bài trò chơi đánh bài. Bài ăn hung hả? Đúng rồi. Rủ đánh bài ăn hung. Vậy là giờ chị hiểu rồi, chiêu của tụi em có nhiêu đó. Vậy mà có hiệu quả chị. Hiệu quả. Cuối cùng có hung được cái nào không? Dạ, cũng may thắng được một ván. Cũng được hùng. Hùng cái hùng ở đâu? Hùng má, hùng gò má. Hai đứa hùng nhau thì bắt đầu chính thức
quen nhau. Ừ. Rồi sau cái vụ hôn gò má đó thì bao lâu rồi lấy luôn? Thì khoảng 2 năm thì kết hôn. Dạ, 2 năm thì kết hôn. Dạ, hai người có con chưa? Dạ chưa. Đây đây là cái điều mà em rất là muốn nói trong chương trình này. Gì à? Nói đi em, nói đi. Là khi mà cưới về thì ngay cái ngày đầu tiên cưới luôn, em có nói vậy nè: anh ơi, khi nào mình có em bé thì anh mới nói là 2-3 năm nữa đi em. Thì em mới nói giờ kinh tế chưa ổn định thì mà 2-3 năm nữa mình có thì cũng không có sao hết. Cái bây giờ hiện tại là 2 năm 8 tháng rồi, em vẫn hỏi lại câu đó, vẫn trả lời là 2-3 năm nữa đi em. Là thêm 2-3 năm nữa là không có chịu sinh. Thì tại ổng đi, nói cùng mấy đứa bạn đi chơi với nhau á, thì thấy mấy đứa cũng có con, có em bé, em thấy chăm thấy cực quá. Nói thôi, bây giờ còn trẻ thôi, thoải mái ăn chơi, thoải mái thời gian nữa đi rồi có con được. Có phải đó là nguyên nhân không? Nhưng mà đôi khi chồng em không có hiểu một cái số vấn đề về em, giống như là em đi làm nè, rất là áp lực về cái chuyện đó. Thì ai gặp cũng hỏi: chăm ơi chăm, mày lấy hả mấy năm trời mày không có, mày biết luôn cho mày coi. Đó, thì làm cho mình cũng buồn chứ. Về mình nói chồng mình, chồng mình ơi từ từ thôi, sức đầu em nghe người ta nói ăn chi chứ mệt. Nó cứ giống chơi như mình đã đi rồi, chơi có cho sao đi. Có gì đâu đó. Nhưng mà ngộ lắm, chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Ủa là sao? Cá kiển á. Chồng em rất là thích mê cá kiển, bỏ 50-60 ngàn ra mua 2-3 con cá kiển về, cái xong rồi á hả ép cho đẻ, ép cho đẻ, bắt em tới coi ở con cá nó nằm như vậy là đẻ đó em. Ép cá đẻ mà không ép vợ đẻ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, chắc có lẽ là ổng thấy con cá nó đẻ cho nên ổng sợ vợ ổng đẻ như cá mà vậy không. Đúng không? Nuôi cho cá đẻ là có cái mà chơi, có cái mà tiêu khiển xả chết, nuôi mà vợ mà đẻ cực đuối lắm, nên từ từ. Đó, không cho xanh rồi cứ mê cá thôi, rồi nhiều lúc em bực là em quát đó. Lúc nào cũng cá, con vợ thì không cho đẻ mà lúc nào cũng cá hết trơn á. Em rất là bực trong những cái chuyện đó. Ngoài cái vấn đề là mê cá, như là mê ép cá đó, thì chồng em còn mê gì nữa không? Có, mê gái. Ai cũng mê gái chứ. Dạ, không mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn, mê gái. Đàn ông thì ai cũng mê gái mà. Dạ, khẳng định là mê gái đặc biệt là. Dạ, phải dữ lắm ạ. Là sao? Chị biết sao em nói vậy không? Là khi mà em lên trên cơ quan ảnh chơi thì có cái chị đó, chị đang mang thai, chị mới nói là: em ơi Tuấn á, em trên siêu thị á già trẻ lớn bé bầu bì nó bao hết, không chừa một ai hết trơn á. Em nói với em vậy. Rồi có một lần em cũng lên đó chơi thì gặp một cái bạn gái đó thì đang đứng trong quầy hàng á, thì mới dẫn em lại giới thiệu: em giới thiệu với em nha, đây là vợ của anh, còn giới thiệu với vợ đây là bạn gái của anh. Trời ơi, em nói hả, trong lòng lúc đó tức muốn điên luôn. Cái, đó mà cái mà đó không làm là, gì được ổng. Là giới thiệu cho vui thôi chứ. Chứ giờ nếu bạn gái thiệt em đâu có dám giới thiệu vậy anh Thuận. Đúng rồi, giới thiệu cho vui chứ cũng vui không thôi, có ý gì hết. Nói chung là ý Tuấn là vui thôi. Dạ, nhưng mà vợ Tuấn không thấy vui. Dạ đúng rồi. Không, thật xấu của em là hay như là mê gái bây. Dạ, giờ thích bao la thôi với. Dạ, với các cô gái. Vậy thì thật xấu của vợ em là gì? Vợ em có tính cứ sai vặt chồng. Ví dụ như thời gian mà em rảnh á thì em chăm cá, ngồi cho cá ăn, hay là rảnh nữa thì đọc báo. Cằn nhằn léo nhéo: anh ơi phụ em quét nhà, anh ơi phụ em phơi đồ, anh ơi đổ rác đó. Có cứ công việc thì có nhiêu đó thôi mà cứ ngày nào cũng léo nhéo. Nói chung mà thấy em mà ngồi mà rảnh đó, là phải kêu bắt làm cái này làm cái kia cho bằng được. Chứ có cái nữa là hay vòi tiền. Hay vòi tiền rồi hả? Hay môi tiền của em. Hai vợ chồng thỏa thuận lúc đầu rồi, tháng lương của em thì sẽ cho cô ấy một nửa để lo cho chuyện gia đình, còn một nửa thì em xài riêng những lúc bạn bè cà phê cà pháo gì đó. Nhưng mà tìm mọi cách để moi cho bằng hết cho bằng được. Không mà em á, em moi nhưng mà em không có mua đâu. Mặc dù em xin mua đồ, mua quần áo ngoài kia nhưng mà em không có mua. Em chỉ thấy chỉ sợ là trong bóp chồng em á, là đôi khi có nhiều tiền quá, cái xong bắt đầu mình tiêu xài phung phí, rồi mình bạn bè rồi mình nhậu nhẹt phung phí thôi. Em đó, em chỉ muốn tiết kiệm cho hai vợ chồng thôi. Mà đặc biệt cái cô ấy nuôi heo á, mà lấy tiền em bỏ heo không à. Cứ xin em á: anh ơi cho em tiền lẻ em bỏ ống heo. Anh nói không, anh không có tiền lẻ. Rồi tự động lại lấy tiền chẵn bỏ luôn. Với lại nữa hay kiểm tra điện thoại. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi cái số nào mà lạ ha, là hỏi cho bằng được, hỏi ở số này của ai hỏi tới, hỏi mà phải em nói ra ở người đó là vậy ở đâu vậy đó mới chịu. Và nếu mà để mà em muốn cái sự thay đổi của vợ cho em chọn một, thì trong những cái theo như em kể đó thì em muốn vợ em thay đổi cái gì? Có một cái thôi hả chị? Một cái thôi. Một
chọn một cái suy nghĩ cho kỹ. Vợ bớt lục bớt môi tiền của chồng. Nhiều khi có độ riêng đi không được. Nếu chị mà là em, ông Bụt cho điều ước á, thì á là ước vợ đừng có kiểm tra điện thoại. Còn cái chuyện lục bóp mình á, tiền á, gọi là của chồng công vợ, tích cóp lại đó nuôi heo mốt cho ngược lại em chứ cho ai. Đó. Còn cái việc kiểm tra điện thoại, chị nghĩ vậy nè. Cái chuyện mà điện thoại đó, Facebook nè, rồi dạ, trên mạng, làm sao em kiểm soát được? Dạ, đúng. Đúng rồi. Không? Dạ. Bây giờ em giữ là giữ cái hồn của chồng em, giữ cái xác làm cái gì? Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, cho nên rằng á, chị nghĩ rằng á, em càng biết nhiều trong cái điện thoại đó nó có cái gì, hoặc trên Face, trên cái gọi là cái hộp thư riêng của chồng em có cái gì nhiều thì em càng mệt. Dạ, đúng rồi. Cái đó chị nói thiệt. Dạ, em cũng mà nói càng là làm nó càng lén mở tài khoản khác, hoặc là kiếm một cái sim khác để mà ấy, cũng vậy thôi. Đó, cho nên rằng á, là vợ chồng á, ở với nhau á, là ở bằng cái nghĩa cái tình, ở lâu dài, ở suốt đời. Chứ mình cũng không thể nào mà giữ chồng mình cả xác cả hồn mà bên cạnh mình 24/54 được. Dạ. Theo chị thấy là mình để nhẹ cho mình đi, mình bỏ ví dụ kiểm tra điện thoại. Bởi vì nói chứ hai vợ chồng làm gì làm vẫn là hai cá thể riêng biệt trong cái thời đại này. Dạ. Đó. Còn nếu mà để cho em chọn một trong những cái thay đổi của chồng em thì em sẽ chọn cái gì? Thì đó, thì em hồi nãy em nói rồi đó, bớt chọc con gái lại đi. Nói chung là mình bây giờ, hồi đó mình chưa có gia đình á thì sao cũng được, mà bây giờ mình có gia đình rồi thì mình bớt lại cái mối quan hệ đó, nó bớt lại với đó, đặt con trai thì bình thường thôi. Cái cách giao tiếp gái mình xã giao thôi chứ. Cái ý của vợ em á, theo chị là đúng. Như vậy nè, em xã giao khác mà em bị vượt cái ranh giới xã giao đó lại là khác nữa. Chị nói em nghe, ví dụ ngày xưa khi mình chưa có gia đình, mình gặp những cái người con gái đồng nghiệp bạn bè mình nói ý bà xã, hoặc là ý cục cưng hay gì này kia, đó là bình thường khi mình chưa có vợ, chưa có gia đình. Nhưng bây giờ trước mặt vợ mình nói vậy thì cái cô kia cô sẽ cảm thấy rằng em không tôn trọng vợ em. Mà em phải nhớ một điều á, là khi mà người ta tôn trọng vợ em có nghĩa là từng người ta tôn trọng em. Nói chung là mình giữ qua giữ lại vậy là tốt cho cả hai đứa đó. Cho nên rằng á, cái đó thì bỏ được mà, đúng không? Tại vì thay vì giới thiệu là ở đây là người yêu anh thì đây là giới thiệu đây là cô bạn đồng nghiệp. Dạ. Thay đổi không? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Chúc em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Thì em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, lớp 5, vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì tôi gọi bằng anh hết. Em nhậu mà đạt tới một cái cảnh giới gọi là xỉn không biết gì. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, xin mời hai bạn. Mời hai bạn. Cặp vợ chồng rất là đẹp đôi phải không chị? Cô dâu rất xinh. Chú rể sang trọng, lịch lãm. À, hai bạn giới thiệu cho mình. Mình là Nguyễn Trung Dũng, 35 tuổi, hiện nay em đang là cán bộ công chức. Em tên là Dương Bích Tuyền. Hiện nay thì em đang là sinh viên và chỉ mới có 23 tuổi thôi. À, 23, 35, 23, trên lệch chỉ có 12. Có một con giáp hả? Vậy là hai bạn quen nhau trong trường hợp nào ta? Tại vì chinh nhau nhiều quá mà. Ừ. Đâu có cái môi trường nào chung đâu mà sao mà quen hay vậy? À, cái trường hợp mà để mà em gặp được ông xã em bây giờ á, đó em chỉ mới là một cô bé tiểu học thôi. À, hả? Cái gì? Biết chồng em từ lúc em còn đang học tiểu học. Dạ, lúc đó thì em thì rất là hay đi sinh hoạt thiếu nhi. Và rồi em gặp một cái anh phụ trách đẹp trai, dễ thương, trắng trẻo, là tự nhiên có cảm giác cảm tình ngay từ lúc đó luôn. Lúc đó em học lớp mấy? Dạ, lúc đó thì chắc cũng khoảng lớp 4, năm gì đó. Trời ơi. Hả? Lớp 4, lớp 5? Vậy là gọi bằng anh hay bằng chú? Dạ, lúc đó thì tôi gọi bằng anh hết. Gặp từ hôm đó thôi thì khoảng một thời gian khá lâu. Lúc mà em gặp lại anh thì lúc đó là em học mà sinh viên năm nhất rồi. À. Dạ. Nhưng mà nè, anh Dũng này, lúc đó thì anh có để ý gì đến vợ của anh chưa? Chị là để ý ấn tượng đầu tiên của cô bé là hát văn nghệ hay và dễ thương thôi. Rồi 6 năm gặp lại thì có ấn tượng gì không? Trong một cái dịp gặp lại thì là mới thấy bắt gặp ngay cô ấy thì mình đã nhận ra ngay được là à đây đúng là cô bé xưa. Mình ấn tượng thì nhìn là rất là dễ thương và rất là đẹp. À. Không? Khi mà em gặp lại anh Dũng thì là cái ấn tượng gì? Có khác không? Dạ, phải nói là khác hoàn toàn. Bụng anh bự hơn hồi trước rất nhiều. Các anh chị trên phường kêu là anh Dũng bụng bự và da anh đen hơn. Vậy thì gặp nhau như vậy, ai sẽ là người chủ động tỏ tình? Em là người chủ động hầu hết trong tất cả mọi chuyện. Vậy à, đâu kể cho anh nghe. Anh Dũng nói gì cưng?
Lúc đó em cũng hỏi thăm anh, chủ động xin số điện thoại luôn. Bữa đó thì trường em có tổ chức hội thi văn nghệ, em rất là muốn anh chở em đi và phải nhắn tin năn nỉ lắm á mà là mới chịu đi. Lý do gì sao mà không dám vậy? Cái tuổi tác trên lệch cũng hơi khó xử, sợ nhiều khi rồi bạn bè rồi bà con xung quanh nói mình bị dụ con nít nữa. Lúc mà anh chở em lên trường, tụi bạn vừa thấy thôi là cứ kêu lại hỏi: ủa Tuyền ai vậy, ai vậy? Em chưa kịp trả lời gì hết thì anh đã vội đính chính là: ờ anh họ. Xong rồi em cũng cười, em cũng nói không phải. Rồi anh lại tiếp tục mà nói là: ờ chú họ. rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức quen nhau? Anh cũng cũng không có động tĩnh gì hết. Thì lúc đó em mới bực rồi, nói chung là em ra tay luôn. Thì em mới hỏi anh một câu là: anh ơi, em muốn suy nghĩ đến chuyện chín chắn và lâu dài với anh, thì anh nghĩ sao? Phải đợi khoảng mấy tiếng hồ, anh mới trả lời lại là: em có sợ anh quá lão so với em hay không? Bây giờ thanh niên đàn ông người ta thường 40 người ta lấy cũng có nữa hả? Bạn 35, tôi 36 mà thấy tôi trẻ không bạn? Đúng không? Mới lấy vợ đây nè. Thì Dũng trả lời như thế nào? Đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Rồi cuối cùng thì khi cô ấy trả lời đồng ý thì mình đã quyết định là hai từ đó hai đứa quen nhau. Lúc quen nhau là hai người tự biết hay là có đến đặt vấn đề thẳng với gia đình không? Dạ, vì tụi em quen nhau thì cũng chỉ khoảng 4-5 tháng thôi. Là đề cập đến vấn đề cưới nhau luôn. Nhưng mà lý do gì mà em phải lấy sớm dữ vậy? Cái khi đó thì tuổi tác cũng đã lớn, nhưng mà 33 rồi. Mà đợi đến lúc cô ấy học xong đại học thì cũng là 4 năm, cũng gần 40. Mà khi đó mà nghe nói là 35, đàn ông 35 chắc yếu đi vậy này. Cho nên là cũng phải lo. Phải không? Lo cưới trước. Ai người nào nói qua 35 yếu đi, cũng không biết 6 rồi thấy cũng ngừng. Cũng nghe vậy đó, em cũng biết sao đó, nhưng mà tới giờ thì cũng gần mé 35, thấy cũng còn tốt. Được, không, cái chuyện này thì tôi với bạn sẽ gặp nhau ngoài bàn nhậu sẽ tốt hơn. Vậy thì anh hỏi là sau khi mà hai người lấy nhau về thì có những cái điều gì ở ông chồng này khiến em bất ngờ? Em cũng hay rất là bực là anh ấy không có bao giờ chịu nghe ý kiến của em hết. Cứ hỏi em, hỏi rất là tất tần tật. Hỏi em ơi, cái này sao, nhưng mà khi mà em đưa ra ý kiến như vậy rồi thì anh cũng làm theo ý mình. Tại em có nít mà, trong mắt của ảnh em chỉ là một đứa nít thôi. Bây giờ còn đang đi học mà. Mà em nó có những cái chuyện rất là đơn giản, tại vì em nói ra là vì em đã có kinh nghiệm trong chuyện đó rồi. Em nói ví dụ chuyện nhỏ là chuyện pha sữa cho con thôi. Em nói thôi anh pha sữa đi. Nó em ơi, giờ pha 80 hay là 120ml đây? Cái em nói thôi con mới ăn á, thôi anh cho uống 80 thôi, uống nhiều quá là coi chừng nó ọc hết luôn á. Thì nó thôi giờ pha 120 đi. Đó nghĩa là làm cho lợi gan hả? Cuối cùng là con có bị ọc sữa không? Thì con bú đâu hết 120, con cũng bú khoảng nửa bình đó thôi. Đúng rồi, con khoảng 60 đến 80. Con bú 60, còn lại ổng bú. Dũng có cái phát hiện gì với vợ mình không? Khi mà quen cổ thì cổ rất là hiền lành, dễ thương, mà dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà lấy về rồi mới biết cổ dữ quá. Dữ gì? Dữ quá. Người gì mà dữ hả? Dữ quá. Có tên đâu mọi người? Dữ. Rất dữ. Mà cái dữ thứ sao? Hai là hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó rồi là cằn nhằn rồi nhai tới nhai lui. Đặc biệt cao cái là cũng hay rất thích hay hành hạ chồng. Trời. Hành hạ sao? Có giống như là cái cô dâu hồi nãy không, đạp ông chồng á? Dạ không, em dễ thương lắm anh. Mỗi lần mà ảnh nhậu về dựng xe đó là lăn lên giường ngủ, không thay đồ tắm rửa, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Thì em bực mà, em đâu có chịu đâu. Thế là em bắt ngồi dậy đi giặt đồ cho con. Sau đó thì rửa chén hoặc là bật nhạc lên, bắt đứng nhảy. Khi bắt dậy tập thể dục quơ tay quơ chân nữa. Trời ơi, cái là hành hạ trí thức đó em. Còn có bắt làm gì khác nữa không? Bình thường làm cái đó mệt rồi, nhậu vô làm mệt hơn cái gì. Cẩn thận, đạp một cái rồi để ngủ khỏe. Đó, bởi vì mỗi người mỗi phương pháp á. Tôi thiệt, tôi mà nhậu vợ tôi bắt tôi làm gì chắc có lẽ là chắc tôi bỏ tôi đi. Mà Dũng có thấy là cái phương pháp đó Dũng sợ? À thiệt, sợ thiệt đúng không? Khủng khiếp lắm luôn á. Theo chị thì chị thấy rằng á là chồng em là quá là hoàn hảo. Chị cảm giác như vậy. Vậy giờ em còn mong muốn anh thay đổi cái gì nữa không? Thì em chỉ mong anh chịu nghe ý kiến của em. Hoặc là ví dụ như ý kiến của em không hợp lý, anh có thể chia sẻ. Và đừng có em nói xong rồi anh lại làm theo ý anh.
làm cho em có một cảm giác không được tôn trọng. Em không thích như vậy. Còn một chuyện nữa là ngoài chuyện nhậu thì rất là yêu bạn ạ. Khi mà bạn mà gọi nhắn tin một chút thôi, cà phê nha, cà phê không, hoặc là nghe được cái câu là ờ ngồi đấy đi, chút tao ra, chút tao ra, là biết, là em biết bạn là đang ăn cơm, đang làm việc, là một chút cũng phải ghé ra cho bằng được. Nghĩa là rất thương bạn đúng không? Tôi thấy như vậy nè, ở đây á, hai bạn có một cái mà có thể là hai bạn người chưa thực sự hiểu nhau. Tại sao vợ em hay cằn nhằn? Bởi vì chị nghĩ như vậy, đó là cách hành xử của một em bé đối với một người lớn. Tức là một đứa nít với người lớn là vì sao? Thấy người lớn không quan tâm tới mình nhiều, cho nên bây giờ cố vậy đó để mà người lớn dành cho mình cái thời gian nhiều hơn. Ngược lại á, thì hai cái điều em mong mỏi nè, là cái điều thứ nhất á, chịu lắng nghe, thì cái đó anh phải nghe lời. Tức là anh phải sửa cái điều đó. Anh phải lắng nghe vợ anh và anh phải thấy rằng vợ anh cái nào là đúng, cái nào là chưa đúng. Khi chưa đúng anh sẽ góp ý làm sao để cho cổ đúng, để chi ra đời của tự tin. Sau này cô học xong cô còn đi làm nữa. Nhưng còn cái vế thứ hai về bạn bè thì em không nên để chồng em mất đi cái bản tính đó. Anh ấy xuất thân từ làm cán bộ đoàn thì thường những cán bộ đoàn họ rất là hòa đồng và họ tạo cho người khác một cái cảm mến. Chính vì cái tánh đó của ảnh mà em yêu ảnh từ hồi tiểu học. Đó là một cái tánh rất là tốt. Chỉ có điều là hợp lý về thời gian dành cho vợ con nhiều hơn, đúng không? Và khi em đã hiểu ra rồi chắc chắn là hai bạn đều sửa được, đúng không nè? Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, xin chúc con. Một nam chở một nữ đi, tại ban đêm, lúc đó 10 giờ 11 giờ rồi. Thì lại phân công em chở bạn này. Lại vô ngay này là mình trong lòng là thấy là không ưa rồi, là ghét rồi. Cái là em tính là sách vở đi chơi. Đó, sách vở bước tới cửa là phát hiện ra nhớ lại, giận quá giờ mới nhớ lại mình không biết đi xe. Mà giờ đi lên nhìn cái mặt người này thấy ghét á, tôi quyết định đi cùng áo trốn. Tại em nhớ là 11 giờ trưa đó, khá nóng dữ lắm. Hồi cái chịu hết nổi, đừng là quay qua quay lại cái làm lục cục cho chồng em thấy, cho kêu ra. Xong ngồi quá, tôi không thấy kêu ra. Em nghe lục đục thì dạ. Em nghĩ là trong đó là cái gì? Ông em biết vậy mà hết rồi. Em nói kệ, để thử coi chừng nào chui ra. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Hai bạn có giới thiệu cho mình. Dạ em là Nguyễn Thái Thông. Năm nay em 33 tuổi. Em 33 tuổi. Cái gì? 33 nữa hả? Dạ. 33 đó hả? Ngạc nhiên này quên nhạc. Ngạc nhiên khác vậy. Em quá trẻ so với số tuổi của em. Em thì quê ở Tiền Giang. Đây là bà xã. Dạ em tên là Võ Thanh Trúc. Năm nay em 30 tuổi. Thì em là quê ở Đồng Nai. Tụi em cưới nhau đến nay là đã được 2 năm 3 tháng. Trời ơi, cái giọng dễ thương gì đâu nè. Như vậy thì chị có thể đoán xem thử có phải không nha. Chắc là cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em là giọng nói đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em có thể kể cho chị nghe cái ấn tượng đó lúc em gặp là ở đâu, tại chỗ nào, và khi mà em nghe được giọng nói này, cái cảm xúc trong người em ra sao? Dạ em với bà xã em quen nhau à. Tụi em sinh hoạt đội công tác xã hội thanh niên thành phố. Thì bạn này thì mới vô đội, ngồi nói chuyện thì bắt đầu phát biểu ý kiến, thì em bên này em nghe, em mới nghe xong em mới quay qua em nhìn, thì em nói với mấy đứa trong nhóm á là ê bên kia con nhỏ mới giờ nó cái giọng nó éo ghê á mày ơi. Là ấn tượng xấu. Ấn tượng xấu không phải là ấn tượng tốt. Đúng rồi, như nói sao em chỉ ngồi là em bàn luận thôi, là tối nay chúng ta là sẽ đi đến Bến Thành trước đó, có như vậy thôi mà ấn tượng xấu rồi. Vậy à? Thật ra là tượng đầu tiên của em về chồng em á là cũng không có tốt. Tại vì hồi đó là nói nhiều, ấm nhiêu mà đem thui nữa, mà nói quá trời nói luôn. Em ngồi bên đây em nói với quá là cái bạn trai bên đó mà sao mà cứ chưa thấy hình mà đã thấy tiếng lên trước rồi. Nói cứ thế luôn đó, là bao sân luôn. Mình đoán sai lầm quá. Tức là sai lầm rồi. Có nghĩa là hai bạn là đầu tiên ấn tượng là không ưa nhau. Đó. Đều dạ. Ấn tượng không có đẹp. Đúng vậy. Đúng không? Và không ưa tới mức nào ta? Dạ ghét lắm anh. Ghét. Dạ con ghét lắm, mà lúc mà chuẩn bị xuất quân đi á, thì đội trưởng mới ra phân công một nam chở một nữ đi, tại ban đêm, lúc đó 10 giờ 11 giờ rồi. Thì lại phân công em chở bạn này. Lại vô ngay này là mình trong lòng là thấy là không ưa rồi, là ghét rồi. Đã như vậy còn gặp một cái chuyện là đi được một phút khi mà người ta cứ đi bong bong là hai đứa em lại bị thủng bánh xe. Vậy à? Thủng bánh xe xuống là bắt đầu là mình bị rớt lại rồi. Là vừa đẩy xe vừa lầm bầm. Mà cái bạn này vốn dĩ là đã quá ấn tượng với giọng của em rồi. Mà thêm vào em lại lầm bầm nữa, chắc cũng vui lắm mà ha. Bạn này cũng không có vừa, cũng lầm bầm nói là em
đó là tại bà mập quá mà xe tôi bị như vậy. Mà giờ thực chất là lúc đó em cũng mập hơn bạn này thiệt. À, có cãi nhau nảy lửa không? Dạ không, cứ mạnh đứa nào đấy lầm bầm nói. Tại vì không có ghét nhau rồi, không có nói chuyện với nhau. Khi nào mà hết ghét nhau? Cái nhà em có tang sự, ông ngoại em mất. Thì em về quê lo tang sự cho ông. Và ngày hôm sau thì em thấy bạn này với một anh nữa trong đội từ thành phố về Tiền Giang em. Rồi cái ngày hôm đó, cái cơ sự gì mà để cho tụi em có thể là bớt đi cái cảm giác là không ưa nhau? Thì lúc đó buồn mà mọi người ngủ hết rồi. Thì em còn thức, và bạn cũng còn thức. Hai đứa mới ra ngoài đằng trước ngồi ở dưới quê thì trống trải rồi mà đứa nhìn trăng nhìn sao ngồi nói chuyện. Lúc đó thì bạn này cũng an ủi, thì em cũng đang tìm sự an ủi từ bạn bè. Rồi hai đứa ngã vào nhau đó. Em dựa hay là... Dạ, lúc đó em vừa vô trước. Dựa vô trước. Cảm giác của em lúc đó là sao? Vừa vô rồi thì cái cảm giác như là hình như chắc là ông trời cũng đặt cái bờ vai này cho mình. Rằng mỗi lần mà mình có đi đâu về thì chắc bờ vai này là chỗ điểm tựa cho mình. Trời ơi, tình yêu á, phải từng bước. Từng bước. Đó, bây giờ muốn nghe cái bước tiếp theo của bạn. Rồi sau một thời gian đó bắt đầu tụi em mới bắt đầu tiến tới xin phép gia đình. Hai đứa em quyết định là đám cưới nhau. Rồi sống với nhau chừng đó năm rồi á, thì thấy là cái tình cảm đối với nhau cho tới giờ phút này thì như thế nào? Có giống như hồi mới yêu nhau không? Cuộc sống thì bắt đầu có nhiều cái nó xảy ra. Thay đổi. Mới cưới nhau về là nhìn nhận sự việc là đã cãi nhau rồi. Bà xã em lại có cái tập cãi nhau là chui vô cái tủ áo ngồi. Dạ số lại vậy, tại vì hôm đó là lần đầu giận cãi nhau dữ rồi. Cái là em tính là xách vỏ đi chơi. Đó, xách vỏ bước tới cửa rồi phát hiện ra nhớ lại, giận quá giờ mới nhớ lại mình không có biết đi xe. Mà giờ đi lên nhìn cái mặt người này thấy ghét quá, nên quyết định chui vô tủ áo trốn. Đó em nhớ là 11 giờ trưa đó, nó nắng dữ lắm. Ngồi hồi cái chịu hết nổi rồi là quay qua quay lại cái làm lục cục cho chồng em thấy để kêu ra. Sao ngồi quá cũng không thấy kêu ra. Lúc đó em nghe lục đục thì dạ. em nghĩ là trong đó là cái gì? Ông em biết vậy mà không trời, mình làm em nói kệ để thử coi chừng nào chui ra. Cũng ác quá nè. Tí thôi em nói mệt, em nói em tự chui ra. Bây giờ còn có vụ đó nữa không? Dạ thì bây giờ giận quá thì thôi chui vô đó ngồi tí rồi tự chui ra nữa. Vậy hả? Không lần nào kêu luôn? Dạ không, tại cũng quen rồi. Mà tính em thì lại mau quên nữa, nên là em chui ra hồi là nói chuyện lại. Hai đứa em lấy nhau về rồi á, quen nhau bao lâu? Dạ hơn 8 năm. Trời ơi. Quen nhau 8 năm. Vậy tình yêu này quá lâu dài. Trời ơi. Nhưng mà có khi nào mà yêu nhau 8 năm nhưng mà về vẫn còn ngộ ra, phát hiện ra những cái điều mà lúc yêu không hề biết không? Dạ đúng rồi, rất nhiều lắm. Chẳng hạn như là bạn chồng em, bạn Thông nè. Đó là đi về là mỗi lần mà cứ nhậu xỉn về là cái chuyện cũng hơi lớn tiếng. Rồi sau đó là nằm xuống cái là tưởng ngủ rồi mà không ngủ. Cứ đầu nhẹ ra. Hát đi. Hỏi hát gì? Hát đi mới ngủ. Thì là sau đó em hát rồi mới chịu ngủ. Mà em hát nhiều khi em buồn ngủ quá em ngủ luôn. Quay qua đập hát tiếp đi tại bên đây chưa ngủ. Nhưng em thường đi nhậu về có đầu nằm á là em ơi xỉn rồi à. Cái vợ nói là biết rồi ngủ đi không. Dạ hát đừng mới ngủ à. Cái hỏi giờ hát gì? Cái nhiều khi thì em kêu hát nhạc nhạc trẻ hay là nhạc chân ca là cái bài gì đó, lúc đó tự nhớ gì là kêu hát cái đó thôi. Kêu hát thử coi. Em nhớ có lần đầu về thì em ghét quá, tại em chưa quen mà. Em ghét kêu em hát cái gì, cái em hát hãy nín nín đi con. Trời công nhận hay thiệt nha. Chị đang tính nói chứ mai mốt á em cứ xài nguyên cái bài đó. Gió mùa thu. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đâu có chịu. Vậy là đâu có xỉn đâu. Vậy là làm bộ để mà bắt em hát thôi. Chứ còn xỉn là biết cái gì. Mình hát cái gì là phải nghe cái đó. Còn đây là còn chọn bài. Dạ chọn bài hát theo yêu cầu mà. Đó bây giờ chọn thử bài đi. Nhưng mà hát Dạ Cổ Hoài Lan kìa. Mới chịu ngủ nha. Vợ em hát cái bài đó nhất hả? Dạ. Mời em. Từ là từ phú tư bao kiếm mà sắc phong lên đàn dạo ra luôn trong đêm già ngắm cánh mưa màng rồi ngủ rồi đó. Tôi là vợ ru chồng. Tôi ghê thiệt đó nha. Cũng hay chứ bộ chị. Trời ơi hay, lớn hay. Vậy rồi mà cũng còn nhõng nhẽo đó là sao? Vậy mới thấm thiết chị. Vậy hả? Em nói vừa nhõng nhẽo mà cũng vừa bà Tám nữa. Chị bà Tám à.
Ông chồng này bà Tám hả? Dạ, khi mà cưới về là mới phát hiện là cũng bà Tám dữ lắm. Tức là khi mà hồi đó là trong nhà em á, là em cũng được dạng nói nhiều, nhưng mà sau khi lấy bạn Thông về là biết là bạn Thông còn như nói nhiều hơn. Kiểu phụ nữ của mình luôn. Dạ, nhà em có chuyện gì á, nhiều khi đi làm thì không biết chứ bạn Thông biết hết. Không những biết trong nhà mà biết cả ngoài sớm luôn. Đang ăn cơm mà nghe cái gì mà rào rào ngoài là buông chén phi thẳng ra đó luôn. Xong bỏ dầu về em chỉ việc ngồi ăn tiếp thôi. Thay vì ngày trước là mình là người chạy ra tự đi tìm hiểu, chạy ra săn tin, còn bây giờ có ông chồng săn tin rồi về báo lại hả? Quá tâm đầu ý hợp rồi còn gì nữa. Khi nhiều khi hàng xóm không biết em nhưng mà biết bạn Thông. Vậy thì em muốn chồng em phải sửa đổi những cái gì sau khi cưới? Dạ thì chồng em thì khéo tay với lại tỉ mỉ lắm, nên nhiều cái việc em làm chồng không có thích, tại vì em thì hậu đậu quá với lại lề mề. Là những cái điều mà Trúc nói là em thấy đúng không? Dạ đúng vậy. Và em có muốn Trúc thay đổi không? Dạ thì em lúc nào cũng muốn cho vợ em làm cái gì phải cho nó nhanh lẹ lên. Nhưng mà bây giờ người ta nói là ở trong gia đình nó được vợ mất chồng, được chồng mất vợ, vợ mà lanh á thì chồng phải khờ, còn giờ chồng lanh quá rồi vợ cũng lanh nữa thì ngã tới chết hết thì sao? Em nhằn nhằn hoài cũng đâu có được gì đâu, cũng không có sửa, thay đổi gì hết, cũng không có thay đổi đâu. Bây giờ về cưới nhau về rồi mới biết chậm thiệt là chậm. Nhiều khi cố tình hơn. Dạ nhưng mà cái đó người ta nói cũng hay, chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Đúng rồi. Thôi thì chị nghĩ rằng á, Trúc đã chấp nhận một cái nửa kia của mình với những gì mà Thông đang có. Yeah. Đúng không? Trúc đâu có bắt em phải là bỏ cái bà Tám đi hay là thế này thế nọ thế kia đâu, đúng không? Yeah. Thì theo chị, Thông cũng chấp nhận cái gì mà người bạn đời của em đang có. Bởi vì cái mà cổ nói rất có lý, chậm mà chắc. Yeah. Đúng không? Thì đương nhiên cái bản chất phụ nữ là như vậy rồi. Chị cảm ơn. Xin cảm ơn em. Yeah.